Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, hiến máu nhân đạo là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội, là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý, thương người như thể thương thân của dân tộc, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Với phương châm, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân đang cần máu. Từ khi phong trào hiến máu tình nguyện được phát động, số người tham gia hiến máu trên địa bàn huyện Xuyên Mộc ngày càng nhiều, đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhiều tháng liền phải giãn cách phòng dịch. Các hoạt động tập trung đông người phải giãn, hoãn, thu hẹp tối đa quy mô. Nhưng với nỗ lực trong khâu tổ chức của các cấp hội chữ thập đỏ và nhất là tinh thần nghĩa cử cao đẹp của người dân địa phương, huyện Xuyên Mộc vẫn thu được 2.711 đơn vị máu, vượt 4% chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với đó, trong đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên của năm nay, hơn 900 thanh niên, cán bộ, viên chức, công an, quân sự và nhân dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã đăng ký tham gia. Kết quả, huyện thu được 840 đơn vị máu, đạt 31% chỉ tiêu năm 2022 được tỉnh giao. Trong số đó, các xã Xuyên Mộc, Hòa Hiệp và thị trấn Phước Bửu tiếp tục là những đơn vị có đông người tham gia hiến máu nhất huyện. Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ huyện Xuyên Mộc, trên địa bàn huyện có hàng chục người đã có từ 40 đến 60 lần hiến máu tình nguyện. Có những gia đình, tất cả các thành viên khỏe mạnh đều tham gia với trên 200 đơn vị máu đã được hiến. Hiện tại không chỉ có thanh niên mới tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, mà nhiều người dân Xuyên Mộc ở độ tuổi trung niên, thậm chí 60 tuổi khi cảm thấy sức khỏe ổn định, không bệnh tật cũng đăng ký tham gia, với mong muốn máu của mình sẽ giúp ích được cho những người đang lâm bệnh nặng, cần máu cứu chữa. Cô lần đầu tiên cô đi hiến máu. Cô tình nguyện, mấy cháu rủ đi á. Cô tính không đi, thấy sợ sợ, cái cô đi đại luôn. Miễn là ta có máu cho, hiến máu được cho mình là cô mừng à, chứ không gì hết á, cô nghĩ vậy đó. Cụ thể là trong năm 2021 vừa qua, thì xã Xuyên Mộc đã có 87 cá nhân hiến máu và hiến được 223 đơn vị máu. Trong đó có 18 người là cá nhân hiến máu lần đầu. Đây có thể nói là cái nguồn để chúng tôi có thể tiếp tục vận động hiến máu trong các năm sau. Những năm gần đây, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Xuyên Mộc đã xây dựng và duy trì ngân hàng máu sống với 40 thành viên, sẵn sàng hiến máu bất cứ khi nào có tình huống khẩn cấp. Chúng ta sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như mạng xã hội, đài truyền thanh để càng ngày càng nhiều người dân tham gia tích cực nhiều hơn để phong trào hiến máu tình nguyện của huyện ngày càng lan tỏa. Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa, cho thấy công tác tuyên truyền vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Điều này cũng góp phần mang đến niềm tin cho những người kém may mắn trong cuộc sống, lan tỏa hơn nữa nghĩa cử cao đẹp của những trái tim nhân ái, luôn sống vì cộng đồng.